Gia đình du học sinh Việt bị đạp xuống sông tử vong ở Nhật Bản lên tiếng. Tối ngày 2 tháng 8, dư luận phẫn nộ chia sẻ đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh một thanh niên bị hành hung trên cầu. Nạn nhân sau đó bị đạp mạnh vào người rồi bị hất xuống sông dẫn đến tử vong. Theo tìm hiểu, nạn nhân được tìm thấy tại sông Dotonbori, Osaka, Nhật Bản là người Việt Nam. Cũng trong đêm ngày 2 tháng 8, một số dân mạng tìm ra trang cá nhân người được cho là mẹ của nạn nhân tử vong sau vụ việc thương tâm. Rất nhiều lời chia buồn được gửi đến người mẹ này. Đến sáng ngày 3 tháng 8, tài khoản của người mẹ đăng thông tin việc gia đình đang có tang gia, đồng thời khẳng định chưa đứng ra kêu gọi quyên góp hay có bất cứ thông tin tương tự. Tuy nhiên, trong sáng cùng ngày, tài khoản này đã bất ngờ tạm khóa tất cả các bài đăng trên trang cá nhân của mình lại. Trưa ngày 3 tháng 8, chúng tôi liên hệ với tài khoản Facebook có tên là HT ở Hải Phòng. Người này cho biết mình là chị họ của người được cho là nạn nhân bị đạp xuống sông tử vong ở Nhật Bản. Trên trang cá nhân, HT đăng tải bài viết thương nhớ em trai mình. Chia sẻ với chúng tôi, HT cho biết gia đình vẫn đang trong quá trình chờ kết quả xác minh danh tính chính thức từ phía Nhật Bản. Bên trường nơi nạn nhân theo học, họ hẹn chiều nay 3 tháng 8 có kết quả xác nhận danh tính. Hiện gia đình chưa thể cung cấp nhiều thông tin, HT cho biết. Tài khoản Facebook có tên là TTDA được cho là của nạn nhân trong vụ việc thương tâm tại Nhật Bản, cũng nhận về rất nhiều bình luận chia buồn từ dư luận. Cũng liên quan đến vụ việc này, cảnh sát Nhật Bản cho biết đang vào cuộc điều tra nguyên nhân cũng như truy tìm hung thủ đã bỏ trốn tại hiện trường sau khi gây án. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về vụ việc.